zin nhá, zin chất xe đẹp lắm. Máy này bao zin nha các bạn? Giá này nhiêu anh? 22 triệu 500. 22 triệu 500. Con này trả góp thì trả trước nhiêu anh? Trả trước chỉ cần 2 triệu rưỡi thôi. À, 2 triệu rưỡi là mình nhận xe các bạn. Thì cái thủ tục trả góp như thế nào anh nói lại cho quý vị một lần. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay lại với channel Xe Máy Giá Rẻ. Thì hôm nay mình sẽ cập nhật cái lô xe mới về cho quý vị và các bạn. Thì đợt này có Vario này, 150 này, có R15 V3 này, rồi có Vinner X có luôn nha các bạn. Vinner X ở trong kia có Vinner X này, Vinner này, có SH luôn này, SH150, rồi S135, S150 là có đủ hết. Siêu cúp luôn đó, có cúp luôn, có Series S luôn, gần như loại gì cũng có. Quý chị và các bạn thì mình muốn mua con nào thì mình liên hệ qua cái địa chỉ là 377 Nguyễn An Ninh, Dĩ An, Bình Dương. Số điện thoại là 0922 666 611 ha các bạn. Đó, trước mặt quý anh chị và các bạn đó là những cái con S135 rất là đẹp. Winner, AB, Vespa, Vision có luôn. Thì bây giờ mình sẽ báo giá chi tiết từng con cho quý chị và các bạn á. Quý chị và các bạn nào mình ưng cái con nào hoặc là mình có nhu cầu sắm xe Tết á, thì mình chuẩn bị tiền tới mình mua. Có gì hôm nay mình bị viêm họng, có gì các bạn thông cảm một tí á. Rồi thì bây giờ mình sẽ giới thiệu kỹ từng chiếc cho quý chị và các bạn á. Rồi trước mặt quý chị và các bạn đó là những cái con S135. 135 thì 2, 4, 6, còn 6 chiếc nha các bạn. Các bạn nào mà đang xem thì vui lòng cho mình một like và một chia sẻ lên Facebook. Và muốn mà theo dõi thì kênh thì tham gia fanpage Xe Máy Giá Rẻ các bạn. Đây, đây là một cái con S135. Con này cuối 2014. Cuối 2014. Xe đẹp không anh? Máy này bao zin nha các bạn? Giá này nhiêu anh? 22 triệu 500. 22 triệu 500. Con này trả góp thì trả trước nhiêu anh? Trả trước chỉ cần 2 triệu rưỡi thôi. 2 triệu rưỡi là mình nhận xe các bạn. Thì cái thủ tục trả góp như thế nào anh nói lại cho quý vị một lần. Thông báo Hoàng Việt Moto thông báo cho các bạn biết là cái thủ tục trả góp nhé các bạn, chỉ cần chuẩn bị cho mình bao nhiêu giấy tờ nhé. Cái không thể thiếu là chứng minh hộ khẩu gốc, kèm theo đó là hóa đơn tiền nước. Các bạn mà làm công ty xin nghiệm qua là chuẩn bị cho mình là hợp đồng lao động, sau khi lương 3 tháng và thẻ bảo hiểm y tế, vậy là ok. Lãi suất cực thấp từ 1.6 đến 2.2 nhá. Đó. Rồi. Đó, thì giới thiệu con đầu tiên, đó là chỉ 2 triệu rưỡi là nhận xe á. Rồi tiếp theo con thứ hai. Con này là 2013. 2013. Giá 19 triệu 500. 19 triệu 500. Con này cũng 2013 luôn, tem trùm. 2013 tem trùm luôn. Máy zin hết. Biển số đâu anh? Biển số 72 Vũng Tàu. Giá 18 triệu 500. 18 triệu 500 các bạn nhé. Đó, 18 triệu 500. Bao gì? Đó, rồi tiếp theo là con S135 nữa. Con này là 21 triệu 700 nha. 21 triệu 700. Rồi, con thứ 5. Rồi con đây là biển 71 Bến Tre. 71 Bến Tre giá là 20 triệu nhé. 20 triệu. Con này thì người ta thu đông tiêu,
nổ nó hơi lớn. Nếu mà anh em mà không thích thì đóng ống tiêu lại. Đó, thì như vậy là mình vừa giới thiệu qua 6 con F135 cho quý anh chị và các bạn. Giá của nó là thấp nhất là 17.500, cao nhất là 22.500. Thì cái lô này thì mình trả trước hết là bao nhiêu là mình sẽ nhận xe anh? Nói chung là như thế này này, cái các bạn chuẩn bị cho mình đầy đủ giấy tờ thì có thể là các bạn trả không đồng được. Đó. Bên dưới xe dưới 25 triệu có thể là trả không đồng được. Nhưng mà nhớ phải chuẩn bị cho mình đầy đủ giấy tờ nhé. Và đặc biệt cái nữa, nhiều khi anh em là đã từng nợ xấu của ngân hàng là chuyển hồ sơ là hơi khó. Đó. Rồi. Có lẽ là chắc mình giới thiệu qua cái lô mà F150 cho quý vị và các bạn. Con này đợi nhiêu anh? Con này đợi 26 em. 26. Lô 13.000 thôi. 13.000 coi. Biển số đâu anh? Biển số 75. 75. Giá của nó là 27.700. 27.700. Rồi. Con này 28 triệu. Biển số 61. 28 triệu. Đi bao nhiêu ngàn anh? Con này đi 37.000. 28 triệu thì các bạn chỉ cần trả trước là 3 triệu. 3 triệu. Đó. Chỉ cần 3 triệu nhận xe. Con này nhìn rất là đẹp. Rồi. Tiếp theo là hai con màu xanh GB luôn. Con này lên được cái bộ mâm đôi. Mâm đôi. Con này đời nhiêu anh? Con này đời 2017, cuối 27. Cuối 27. 30.500. 30.500. Còn bên đây là một bản Movitas. Movitas đời nhiêu anh? Movitas mới 27 luôn. Tôi đo 13.000. Tôi đo 13.000 nha. Và nói luôn với các bạn là mua xe của bên Hoàng Việt Mô Tô đều sang tên đổi chủ được nha. Sang tên đổi chủ toàn quốc được. Thế nên là các bạn về phần giấy tờ các bạn yên tâm. Đó, bạn yên tâm vấn đề đó, xe có nguồn gốc rõ ràng, giấy tờ rõ ràng luôn. Rồi, tiếp theo là màu đánh đỏ. Đánh đỏ đen. Này cũng 2017 luôn. 2017. Biển số đâu anh? Số 62. Bao nhiêu ngàn hả anh? 29.921.000. 29.900. Đi 21.000. 28.900. Đây là con màu cũng đánh đỏ đen 28.900 anh. Cuối 2016 đô 12.000. Cuối 2016 đô 12.000. Con này là Hiếu Bình. Hiếu Bình. Đó, cũng đánh đỏ đen. Cũng biển số 93. 29.500 luôn anh. Rẻ. Còn con này biển số 66, rẻ nữa. Con này có 29.700 thôi. 29.700. Rẻ. Đó, giá này là 29.700. Rồi, tiếp theo là một con màu cam đen. 31 triệu. Con này đời nhiêu anh? Đen, xe đẹp, mong anh. Đó. Con này đời nhiêu ạ? Con này đời 2017. Cuối 2017. Đó là bữa trước có dựng ngay chỗ này cũng một con màu cam đen, nhưng mà cam đen nhưng mà con đấy là khác. Con đấy đổ nha, bán rồi nha các bạn để ý kỹ. Con đấy VIP hơn.
Con đá bự. Con đá 40 triệu. Bữa bán cho ai anh? Khách Vĩnh Long. Khách Vĩnh Long mua nha các bạn. Còn đây là idol của Sóc Trăng. Thôi, qua anh em lên ở Sóc Trăng lên mua xe nha các bạn. Idol Sóc Trăng. Đó. Thì tiếp theo có lý là mình chỉ giới thiệu thêm từ từ. Giới thiệu luôn đi ở ngoài đây xong lát vào trong thôi. Dạ. Rồi cái lô Vario á. Bạn đợi tí á. Đợt này có Vinner X này, có R15 V3 này, có SH này. Thì quý anh chị và các bạn nào mình mua thì mình liên hệ cái địa chỉ và số điện thoại mình để bên dưới. Rồi bây giờ mình sẽ quay báo giá cái lô Vinner. Mình quay sơ sơ lướt qua trước cho quý anh chị và các bạn. Đó, Vinner này, ví dụ như là R15 V3 này, hoặc là SH Vision các kiểu luôn, thì mình sẽ báo giá ở cái video sau. Đó, thì anh chị mà mình xem được á thì mình để ý mình muốn mua những cái con mà có mặt ở trên này đó thì các bạn xem á. Còn riêng về dòng Vario 150 thì đợt này lại về hai con. Ok, mình sẽ tiếp tục giới thiệu á.